Mọi người nhìn kìa Đã có kết nối rồi kìa Chép hấp Mất bao lâu vậy anh Với tốc độ này thì khoảng 5 phút là được Cứ tin tôi đi Như vậy là sao Hả à, Sao vậy Có vấn đề xảy ra rồi Có vấn đề gì vậy Có thể giúp gì được cho anh hay không Không còn nhiều thời gian Bây giờ nếu như bà ta rút cái USB ra thì sao hả Vậy thì mọi chuyện sẽ cồng cốc hết Vậy phải làm sao đây chuyện gì hồi nãy bà kêu là có chuyện muốn nói với tôi kia mà giờ bà mau nói đi nếu cô muốn nghe thì phải tới gặp tôi đi chứ gọi hỏi qua điện thoại như vậy sao mà coi được hồi nãy tôi tới nhà nhưng mà không gặp được bà bà đi đâu mà lâu dữ vậy hả <laughs> cô không biết chờ một chút sao bỏ đi giờ tôi lại quên mất là tôi muốn nói gì rồi tôi đang bận lắm nếu cô muốn nghe thì phải tới nhà gặp tôi chứ khoan đã bà đã nói là biết sự thật về cái chết của ba ruột tôi mà sự thật đó là gì vậy <laughs> tôi đã nói với cô vậy sao tôi đã quá chán những lời nói dối của bà rồi nhưng lần này tôi sẽ tin bà thử xem bà mau nói đi thử nói coi bà biết được gì về sự thật tai nạn của ba ruột tôi chứ coi bộ cô cũng tò mò thiệt đó nhưng mà sau khi biết được thì cô có chịu nổi không đi Tôi có chịu nổi hay không Thì đó là chuyện của tôi Bà cứ nói thật ra đi Không biết Phạm Anh Tú có đó không Sao tự nhiên Bà lại hỏi anh Anh Tú để làm gì chứ Anh Anh Tú thì có liên quan gì tới chuyện này Chắc cậu ta đang ở đó Vì cậu Tú có liên quan chuyện này hay không Cô thử hỏi xem sao Rốt cuộc là bà đang muốn dở trò gì vậy hả Xong rồi ai đang ở đó vậy cô đang làm trò gì đó gì vậy tụi nó vừa làm trò gì vậy cái này là gì chứ xong rồi hả anh bây giờ thì chúng ta đã có thể xem được tất cả mọi thứ có trên máy của bà ta được vậy thì hay quá tôi nghĩ là chúng ta sẽ tìm thấy được đoạn phim gốc ở trên máy của bà ta nhưng mà anh tú à có phải anh đã biết được một điều gì đó về cái chết của ba ruột em hay không vậy <laughs> sao tự nhiên em lại hỏi vậy chứ gì chắc chắn trần mỹ nga chỉ nói vậy là để dụ em ra khỏi văn phòng thôi được rồi bây giờ hai người muốn xem gì trước tiên chúng ta phải kiểm tra email của bà ta cái đã Con người hô lên là xong rồi Rốt cuộc là cái gì chứ Tụi nó đã làm cái gì vậy không biết Em nói đoạn phim đó Đã được hồi phục xong Dạ vậy tốt quá Vậy giờ em tới đó để kiểm tra trước đi Anh sẽ qua liền Được rồi à, Trời Lý Dương à Có gì tôi nói chuyện xong Giờ tôi còn mượn đi kiểm tra lại đoạn phim camera an ninh đó nữa Vậy là hai đứa nó đã đóng kịch để lừa mình sao? Để mình sẽ tới đó mang cái USB này về sao? Mình phải tìm hiểu xem đây là gì? Không mấy quyết khách dự gọi thì không liên lạc được. Con nhỏ Minh Thi này làm cái gì mà cứ tắt máy hoài vậy? Không thể nhờ thế hơn tìm hiểu được. Chắc mình điên quá. <cười> <cười> cô tới một mình sao dạ Này chị em sẽ không ngăn cản chuyện hai người ly hôn đâu chỉ cần giúp em tìm chị về sau này em sẽ chăm sóc cho chị số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau Em đang ở đâu vậy chứ Vào đi ờ, Con chào bà Bà tới có chuyện gì không ạ à? Giúp tôi pha một ly trà nghe Dạ tổng giám đốc Bà mà ngồi xuống đi à, Bà tới là vì muốn hỏi con một chuyện Tổng giám đốc à còn với Minh Thi đã xảy ra chuyện gì vậy Không lẽ Minh Thi đã tới nhà của bà sao à, Hôm bữa con bé có tới Ở nhờ nhà bà Nhưng mà sau đó nó lại bỏ đi Mà không nói gì Bà thấy như vậy cho nên bà không thể nào yên tâm được Chút nào hết Không lẽ con bé không có gọi điện thoại cho con sao Con xin lỗi đã khiến cho bà lo quá à, Chuyện này cũng đâu phải lỗi của con đâu Con xin lỗi đi làm cái gì Bây giờ phải tìm cho được con bé về trước đã. Con rể của bà hiện giờ vẫn còn sống, chắc chắn là nó rất muốn gặp lại con mình. Nếu nó biết Minh Thì đã mất tích, thì ở trong tù nó sẽ không thể yên tâm đâu. Con thật sự xin lỗi bà. Tuy bà không biết đã có chuyện gì, nhưng con bé đang có thai, còn đâu thể để nó lang thang như vậy. Lỡ như mà ảnh hưởng tới đứa bé thì biết làm sao. Thế Hưng à, con mau đi tìm Minh Thi về đi. Giờ thì trên đời này, con bé chỉ còn có thể trông cậy vào con thôi. À, được rồi, bà về đây. À, bà chờ con một chút đi, con lấy xe đưa bà trở về ngay. À, không cần, để bà tự đi về được rồi. Đừng mất thời gian cho bà bây giờ con nên đi tìm minh thi về thì hơn à. Trời ơi, cục cưng của bà chắc còn lạnh lắm hả? Con đứng chờ bà bao lâu rồi? Bà ơi, con đói bụng quá. Trời ơi. Con làm cái gì mà giờ này còn chưa ăn? Thôi, mình vô nhà đi. Ơi. À. Ừ. Minh Kỳ cũng vào đi con. Bà ơi, nhìn cái bụng con nè. Bự quá trời luôn <laughs> Đúng rồi ha Nhìn bụng con bây giờ Y chang như bụng ếch vậy đó <laughs> Dạ bà ơi Sao Minh Kỳ à Có chuyện gì muốn nói với bà có đúng không hả Nói ra điều này con thấy ngại lắm Nhưng mà tụi con Ở lại đây vài ngày được không bà Con sẽ giúp bà mở cửa tiệm Rồi giúp bà dọn dẹp Giúp bà làm bánh gói nữa Ê Con đang nói cái gì vậy Con có nhà cửa đàng hoàng mà Mày nhà con lúc nào cũng có phóng viên chặn ở trước cửa nhà mấy người đó cứ chụp hình tụi con liên tục rồi hỏi phải tụi con trước giờ đã nói dối về cái chết của ba không con năn nỉ bà đó mình thì con bà gọi tôi để làm gì vậy bà nói cái gì con đã hứa với mẹ là không tới đây nữa mà mẹ ơi con đã sai rồi con sai rồi mẹ mẹ minh chi à chuyện là ừ. cái bà này đi cái gì vậy bây giờ thì cháu của bà với tôi đang là những người căm thù nhau tới mức có thể giết nhau sao bà lại lôi mấy đứa con của tôi vô chuyện này chứ mẹ làm ơn thôi giùm con đi chuyện này không phải là lỗi của bà đâu mà con ăn nói với mẹ kiểu gì vậy hả chính con đã năn nỉ bà cho tụi con ở lại đây đó mẹ à <laughs> bộ con không có nhà không có mẹ sao sao con phải năn nỉ xin ở nhờ chỗ này chứ mẹ không biết thật sao mẹ không biết đó con học hành nhiều quá mà vậy thì cứ giải thích cho mẹ nghe coi vì tụi con không quan trọng với mẹ mẹ chỉ quan tâm tới chính bản thân mình mà thôi cho nên chị hai mới thích Mà mẹ cũng không thèm đi kiếm về nữa Chuyện ba vẫn còn sống Mẹ nó sẽ giải thích cho Minh Chi Nhưng cuối cùng không nói gì hết Bé Minh Chi Bây giờ nó có biết cái gì đâu Tự nhiên bị đám phóng viên bu lấy họ đủ thứ Mẹ không thương em hay sao Minh Kỳ à Mẹ đi đi Nếu mẹ cứ lớn tiếng với bà như vậy Con sẽ không tha thứ đâu Con tính sẽ làm gì chứ Con sẽ dẫn Minh Chi bỏ trốn tới một nơi thật xa nếu không muốn chuyện đó xảy ra Thì mẹ hãy đi ngay đi Ngay lập tức <laughs> Được rồi Con cứ việc làm tất cả những gì mà con muốn đi Minh Chi à Bây giờ con về nhà với mẹ nha Con ở lại đây được không hả mẹ Con muốn được Ở đây với anh với bà mà mẹ Con không có về đâu <laughs> minh kỳ với minh chi tụi nó cũng là con của thằng nam khôi nếu như tụi nó đã muốn thì tôi sẽ giữ tụi nó lại chăm sóc đàng hoàng nên giờ cô về đi đừng ở đây làm phiền tôi nữa ba ơi đi ngay mau lên <laughs> Các con, bà thương và nhớ các con rất nhiều Mình thì à Mình kỳ, mình chia. Tụi con ghét ba lắm có đúng không? Nhưng mà ba thì Lúc nào cũng thấy thương nhớ tụi con hết Hà Mi Luật sư Phạm à phải cố gắng lên Mọi chuyện bây giờ trông cậy vào hai đứa hết Anh Tú nè Anh qua coi thử cái này đi Ủa Trong email Có một đoạn phim đính kèm nè Phải Thời gian nhận được email Cũng gần với thời điểm mà Đoạn phim giải được đăng lên mạng đó anh à Vậy là có người đã gửi cho bà ta đoạn phim này. Nhưng mà đoạn phim này rõ ràng được lấy từ camera phía trước cổng công ty Typhoon mà. Anh Tú, anh nhìn nè. Trên mạng ghi là đoạn phim bắt đầu được đăng công khai lúc 4 giờ 3 phút. Còn thời gian Trần Mỹ Nga bắt đầu nhận được thư này là vào lúc 3 giờ 37 phút. Điều đó có nghĩa là Trần Mỹ Nga đã nhờ người kép đoạn phim này vào làm bằng chứng giả. Rồi người đó đã gửi mail trở lại. Yeah. Mọi chuyện sâu chuỗi đúng là như vậy. Vậy được rồi. Chỉ cần tìm được người đã ghép đoạn phim này, lại sẽ có bằng chứng. Tất cả mọi chuyện là do bà ta dựng lên. Bây giờ chúng ta nhất định phải tìm cho được người đó. Alo, cảnh sát đúng không? Xin nối máy tới phòng công nghệ giùm tôi. Bà Trần Mỹ Nga. Bà cứ chờ đó. Chắc bây giờ chị hiểu tại sao mình không thể đi rồi chứ. À, Phú Khang à, tôi biết điều mà cậu muốn làm rồi. Cứ coi như là tôi đã nhận chiếc nhẫn đó. Giờ tụi mình mau ra nước ngoài đi nha. Làm vậy có ích gì? Sao? Cậu nói như vậy là sao chứ? <laughs> bây giờ tôi rất muốn làm một việc này với ngọc dao nhắm mắt lại đi có việc muốn cùng làm với tôi sao sao tự nhiên là kêu mình nhắm mắt không lẽ phú khang tính hôn mình sao

À. À. Bây giờ tôi đã nhớ hết mọi thứ rồi Phải như vậy mới được chứ Chúng ta tập luyện rất giả quá trời rồi à. À. Nhưng mà Ngọc Giao à Cuối cùng thì chúng ta Chắc sẽ phải từ bỏ tham gia cuộc thi này thôi Không lẽ là Chị có biết là chị đẹp lắm không ngọc do anh yêu em còn cái nuôi lớn đúng là vô dụng mà à, làm giấc cả mình à sao tự nhiên ngồi ở đó chị hai chị còn nhớ chú không hồi đó chị em mình đã từng thề khi lớn lên sẽ không bao giờ trở thành người xấu như chú chị nhớ chứ sao tự nhiên khi không em lại nhắc lại chuyện đó vậy tại tự nhiên em nhớ lại thôi em nhớ hồi đó chị từng nhiều lần nói với em sau này nhất định sẽ giàu có có vậy thì không ai có thể coi thường chị em của mình nữa bây giờ chị không muốn nghe chuyện đó em mau về phòng đi chị còn nói với em là những cô gái khác thì thường muốn được trở thành hoa hậu nhưng dù chị của em rất đẹp thì chị vẫn muốn được giàu có hơn là làm hoa hậu nữa trần phú khang em bị cái gì vậy em nghĩ thực ra mọi chuyện đều là tại em hết tại em là gánh nặng của chị trước giờ luôn như vậy không lẽ em đã nhớ ra được gì rồi cho nên mới như vậy không phải vậy đâu dù bây giờ tụi mình đã lớn hết rồi nhưng em xin lỗi vì cứ khiến chị phải lo lắng cho em không có gì đâu em đừng nói nhảm nữa mau vào phòng ngủ đi sao không có cái gì được như ý hết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ à. con sẽ dẫn mình chia bỏ trốn tới một nơi thật sao con ở lại đây được không hả mẹ tụi nó cũng là con của nam khôi mà ba ơi tôi xin lỗi nhưng mà cô ra ngoài một chút đi tôi muốn nói chuyện với con gái của tôi <laughs> bình tĩnh đi trần nghĩ nga mày đừng có mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ định để, để tụi nó cướp đi mọi thứ sao không còn thời gian mà nghĩ ra cách gì đi nhất định phải tìm được cách để kéo nghị viên phạm đức tuấn đó về phía của mình mới được ủa sao lạ quá ha sao mấy ngày hôm nay không thấy cô hồ ly tinh đó tới đây vậy mà ba ơi giữa ba với cô trần mỹ nga đã có chuyện gì sao à, không phải đâu làm gì có chuyện đó chứ vì có nhiều việc nên ba kêu cổ không cần sang đâu cũng tới đây đó trời đất ơi ông chủ ơi ông chủ ông làm như vậy là sáng suốt lắm đó tuy tôi không biết cô ta giúp ích được gì cho ông trong việc tranh cử á nhưng mà ông á không nên để cô ta tự tiện như vậy nhưng mà bây giờ con vẫn chưa nghĩ xong đề nghị của ba sao hồi nãy ba nói đề nghị đó là gì vậy ờ à, hôm qua ba có gọi em tới văn phòng rồi hỏi em có muốn thôi làm công tố viên ba muốn mở cho em một văn phòng luật kêu em về phụ giúp cho ba kêu em về phụ giúp ba sao bình thường ba đâu bao giờ chủ động nói như vậy có vẻ bây giờ ba thật sự cần giúp đỡ ba kêu trần mỹ nga không cần phải tới nhà mình nữa rồi giờ lại kêu em phụ giúp cho chiến dịch tranh cử chắc anh cũng nghĩ giống em ba giờ đang tạo khoảng cách với trần mỹ nga mà hôm qua em thấy hình như trần mỹ nga cũng không hiểu tại sao ba lại làm vậy với cổ nữa đó là chuyện gì vậy ta như vậy tức là ba của anh đã đúng như vậy Rõ ràng ba anh cũng đã phát hiện điều gì đó Ba biết là không thể tin tưởng bà ta được nữa Vậy thì may quá rồi Cuối cùng thì ba của anh cũng đã bắt đầu tạo khoảng cách với bà Trần Mỹ Nga Hiện giờ thì còn quá sớm để vui mừng Bà Trần Mỹ Nga Là loại người khi bị dồn vào góc tường Thì sẽ có thể không từ thủ đoạn gì Từ bây giờ mình phải cẩn thận hơn À, anh đã tìm được người gửi email chưa? Ờ, chỉ biết là người đó dùng một hộp thư của nước ngoài Mấy chữ cũng của nước ngoài phòng công nghệ cảnh sát đang tích cực tìm nên chắc xe mau chóng tìm ra hôm qua ba của em đã bị chuyển tới trại giam rồi dạo này thời tiết bắt đầu trở lạnh em thấy lo cho sức khỏe của ba lắm anh à mình phải mau chóng giúp ba ra ngoài <laughs> mình sẽ làm được thôi em đừng lo quá nếu như trong sáng nay hội đồng đưa ra quyết định về chủ tịch của công ty thì chắc chắn mọi vấn đề sẽ được đúng như ý của ông muốn thôi <laughs> vậy thì tốt rồi hiện giờ tôi không thể ký được bất kỳ giấy tờ gì hết cho nên bây giờ chắc là ông phải giúp tôi ký vào đó thôi và còn nữa về thông tin lần trước tôi đã thảo luận với ông đó mau thông tin đó ra ngoài đi tôi đã hiểu rồi trần mỹ nga kể từ bây giờ tôi chắc chắn là cô sẽ không còn được đắc chí nữa đâu cứ chuẩn bị tinh thần mà đối đầu đi Trần Mỹ Nga Cô mang mở tivi lên đi Mở tivi làm gì? Công ty Tiffany Peter thuộc tập đoàn Tiffany cho biết Họ sẽ bắt đầu đầu tư một số vốn rất lớn Dự tính khoảng 20 triệu đô la để sản xuất một bộ phim tại Hàn Quốc Tiffany Peter sao? Đây là một công ty chuyên sản xuất phim chiếu rạp rất nổi tiếng tại Mỹ Việc họ quyết định đầu tư tại Hàn Quốc sẽ mở ra nhiều cơ hội mới Nội dung của bộ phim lần này xoay quanh một vụ giết người để chiếm đoạt tiền bảo hiểm đây là dự đoán sẽ là một bộ phim ăn khách trong thời gian sắp tới. Xin chuyển sang phần tin thể thao. Cô coi chưa? Coi rồi. Cấp đi. Ngu Nam Khôi. Không lẽ anh định... Chuẩn bị xe cho tôi. thằng nghị viên à? à lâu rồi không gặp nhưng mà không phải cậu đã thôi diệt rồi sao tự nhiên sao lại tới đây là tôi cho gọi cậu ấy trước giờ cậu ấy đã làm việc rất là tốt nên giờ tôi nghĩ cậu ấy sẽ giúp nhiều cho tôi cũng đã tới giờ rồi mình đi thôi nghị viên để tôi đi chung với ông hôm nay lịch trình của ông thôi là tôi không sẽ... cần đâu cô chỉ cần ở lại đây trực điện thoại giúp tôi được rồi đi thôi bây giờ thì ông muốn tôi làm con chó để giữ nhà cho ông sao tôi chính là người giúp ông nhận được bao nhiêu sự chú ý từ mọi người <laughs> giám đốc sản xuất chung phải không tôi là trần mỹ nga đi phải là vợ của ngô nam khôi buổi ghi hình anh nói lần trước tôi sẽ tham gia không phải tuần sau mà là hôm nay chắc anh cũng hiểu rõ là buổi ghi hình này là độc quyền đó chứ tôi sẽ không làm con chó canh nhà đâu chuẩn bị xe cho tôi đi Hôm nay mẹ phải trở thành người phụ nữ đẹp nhất trên đời này đó, Trần Nghĩa nga. Nghĩa viên à? Ừ. Lên trên hôm nay đã xong rồi. Chiều nay tôi nghĩ ông nên dành thời gian tập luyện cho buổi diễn thuyết đi. Ừ. tôi biết rồi. Ừ. Sao vậy? Chuyện này là sao đi? <laughs> dạ đây thưa tôi nghe dạ nghị viên ông nhớ buổi ghi hình với đạo diễn chung chứ chương trình này của ông chung có tỷ suất người xem đài rất là cao đó những nhân vật được phỏng vấn sau đó sẽ trở nên rất nổi tiếng nên tôi đã giúp ông liên hệ ghi hình với bên à, đó nhưng mà cô không hề báo cho tôi chuyện này Thì sao cô lại tự tiện vậy nghị viên à để tôi cho ông biết điều này sau khi chương trình này lên sóng thì số phiếu bầu của ông chắc chắn sẽ dược lên. Dẫn đầu trong chiến dịch tranh cử lần này cho coi. Sao cô có thể chắc chắn như vậy chứ? Bởi vì tôi sẽ làm cho điều đó xảy ra. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi sao? Dạ, chuẩn bị ghi hình nghe. Trần Mỹ Nga đã lén nghị gì, gọi người tới ghi hình phát sóng trực tiếp. Vẫn chưa biết là họ sẽ hỏi những gì, chắc chắn là sẽ có chuyện. Anh nói cái gì? Một buổi phát sóng trực tiếp hả? Được, tôi biết rồi, giờ tôi tới đó ngay. À. À, trời đất ơi, à, đã nhức đầu mà sao hôm qua mình còn uống rượu vậy chứ? ơi à nếu không uống thì sao mà chịu nổi cho nên mình mới uống vài ly buổi <laughs> phỏng vấn độc quyền trần mỹ nga sao <laughs> bộ cô ta là diễn viên nổi tiếng hay sao vậy nghĩ mình là ai mà có buổi phỏng vấn riêng vậy chứ trời ơi thiệt tình à. chỉ là một con mũ đào mỏ thôi cái này làm sao sao trên mạng toàn là tên của trần mỹ nga một tìm kiếm toàn là trần mỹ nga vợ ngô nam khôi buổi phỏng vấn độc quyền trần mỹ nga hả chuyện này hà mi đã biết chưa trời đất ơi hà mi biết chưa vậy ta <laughs> tin tức hiện nay đang được dư luận rất chú ý thời gian gần đây một người tù nhân từng bị tưởng là đã chết đi nay trở lại với tư cách là chủ tịch tập đoàn tifon chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của bà trần mỹ nga vợ ông nam khôi Rất cảm ơn bà đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi à. Trên mạng xã hội hiện nay Chúng tôi nhận được rất nhiều Câu hỏi khán giả gửi đến Nếu chúng tôi dùng các câu hỏi này để hỏi Thì không có vấn đề chứ Dạ Cô cứ việc hỏi Làm ơn đi không, được Làm ơn đi ca Rất là tiếc Nhưng, nhưng thật sự là không được mà Tôi chỉ xin một phút thôi đồ. mà không anh, đối đối anh đối với đi. anh không có được Xin ca ơn Làm ơn đi các người nghĩ tôi sẽ thua dưới tay của các người sao? Giờ thì chống mắt lên. Rồi nhìn cho kỹ xem tôi xoay chuyển tình thế như thế nào nè. đi. Ừ.